Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bộ Đề Phật Quốc TV. Như chúng ta biết, mỗi tối thứ tư tối thứ ba hàng tuần, chúng ta đang tìm hiểu Kinh Đại Bát Niết Bàn. Giờ đây chúng ta lắng nghe kinh văn ở trong phẩm Tứ Tướng được Đức Thế Tôn nói như sau. Lúc bây giờ Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: như lời Phật nói, như ngọn đèn đã tắt thời không có phương sở, cũng vậy Như Lai diệt độ rồi, thời không phương sở, thế nào Như Lai gọi là thường trụ? Câu hỏi này là câu hỏi mà Tôn giả Ca Diếp Bồ Tát ngài mượn lời dạy của Phật miêu tả về cảnh giới Niết Bàn giống như là củi hết lửa tắt thì không thể nào tìm ra dấu vết. Mà một khi đã không tìm ra dấu vết thì sao gọi đó là thường trụ? Thường trụ nó là một cái gì đó hiện hữu, còn ở đây đã không còn dấu vết thì làm sao tìm ra bóng dáng? Ý của Bồ Tát Ca Diếp hỏi là như vậy, thưa quý vị. Lúc bây giờ Đức Phật trả lời như thế nào? Phật nói: này Ca Diếp, ví như người đời thắp đèn dầu, theo số dầu còn, thời đèn còn cháy. Khi dầu hết thì ngọn đèn tắt. Ngọn đèn tắt dụ cho lửa phiền não dứt. Ngọn đèn tắt mà bình đèn vẫn còn, cũng vậy phiền não dứt mà Như Lai Pháp Thân thường còn. Đó là cách trả lời của Đức Phật. Nhưng thưa quý vị, chúng ta hãy chiêm nghiệm đoạn kinh này. Người có trí thì tự mà thấu hiểu Đức Thế Tôn muốn nói đến cái gì là còn, cái gì là mất. Ở trong cái pháp thân thanh tịnh của chúng ta, đó là một cảnh giới châu biến pháp giới. Nhưng chẳng hiểu vì sao từ vô thỉ kiếp một niệm bất giác vô minh khởi lên. Đó rồi lúc bây giờ chúng ta trôi lăn ở trong sanh tử trầm luân cho đến vô lượng kiếp tới bây giờ. Đây chính là một điểm mà chúng ta cần đặt câu hỏi thắc mắc. Tại sao chúng ta lại bất giác vô minh để làm gì? Để chi? Rồi chúng ta lại chịu cảnh trôi lăn trong sanh tử trầm luân. Những điều như vậy chúng ta giải thích như thế nào? Thôi thì bây giờ chúng ta không có truy tìm quá khứ, bởi vì quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến. Ở trong hiện tại này chúng ta thấy những gì khiến cho chúng ta phiền não? Đó là tư, là khả năng hoạt động, là khả năng tư duy so lường. Và tư này nó đi ngang qua cửa tham sân và si. Nó mang theo ngọn gió tham sân và si, làm cho tâm chúng ta giấy động phiền não. Tâm chúng ta lúc bây giờ hoạt náo ở trong phiền não. Và sự hoạt náo càng ngày càng mạnh mẽ chừng nào thì tâm của chúng ta bị thiêu đốt ở trong cảnh giới này chừng đó. Nó giống y như là một chất liệu dầu cứ thắp lên mãi, cứ tươm vào mãi thì ngọn lửa phiền não kia cứ bừng cháy. Chỉ khi nào chúng ta thấy ngọn lửa tham sân và si nó cứ tái diễn mãi trong tâm, khiến chúng ta mệt mỏi nhọc nhằn, chúng ta sinh tâm nhàm chán và muốn viễn ly nó, thì đó gọi là khái niệm xả bắt đầu xuất hiện ở trong tâm của chúng ta. Và khi xả đã xuất hiện thì lúc bây giờ chúng ta ở vào trong địa vị của bậc hữu hợp. Và cái mức độ xả này tới mức mà không, cái sự chấp trước đó không có còn đủ mạnh để khiến tâm chúng ta dừng lại trong phiền não nữa. Nó xả mạnh tới mức mà như là một thanh lửa nóng, nước rơi xuống còn có thời gian chậm, nhưng nước chạm vào thanh lửa nóng này thì nó bốc hơi tan mất tâm. Cảnh giới này gọi là cái sự xả, cái sự viễn ly nó mạnh mẽ như vậy, không có còn cái dấu vết nữa. Cảnh giới này gọi là bậc vô học. Vậy thì ở trong cảnh giới hữu học và vô học, chúng ta cần phải tiếp cận ban đầu từ đâu? Đó chính là chúng ta tiếp cận ở trong Tam Tạng Kinh Luật Luận, trên cơ sở văn tư và tu, và chúng ta thực tập giới định tuệ. Trên nền tảng đó thì lúc bây giờ chúng ta mới thành tựu từng phần những điều mà chúng tôi vừa tuyên thuyết. Như vậy thì thưa quý vị, ở trên phương diện đó chúng ta thấy rõ, là dầu kia là ví dụ, là tượng trưng cho chất liệu sinh ra phiền não. Còn cái ngọn đèn cháy đó chính là phiền não khổ đau. Bây giờ chất liệu dầu nó không còn nữa, không còn tiếp nối nữa, thì ngọn đèn kia tắt, phải tắt. Và chúng ta thấy ngọn đèn tắt không có phương sở, nhưng thực ra cái bình dầu nó còn đó. Thế Tôn nói cái bình dầu này chính là Như Lai thường trú. Nhưng mà thưa vị, liền khi đó thì Bồ Tát Ca Diếp lại có một câu hỏi khác nữa. Ngài hỏi như thế nào? Đó là Đức Phật nói: này Ca Diếp, ngọn đèn cùng bình dầu có cùng tách dứt không? Nhưng mà lúc bữa đó thì Ngài Ca Diếp lại hỏi rằng: bạch Thế Tôn, không ạ. Tuy không cùng tách dứt cả, nhưng là vô thường. Nếu đem pháp thân dụ với bình đèn, thời pháp thân cũng vô thường. Đó là cái điểm mà chúng ta thấy là cái vấn nạn nó là liên tục diễn ra. Giờ đây Thế Tôn nói rằng đừng nghĩ rằng là pháp thân thanh tịnh Như Lai thường trú bất diệt giống như là củi hết lửa tắt không có phương sở, mà khi ngọn lửa đã tắt rồi không thể tìm ra dấu vết, tức là không có phương sở, không có phương hướng và xứ sở, thì làm sao thấy được nó ở chỗ nào mà gọi rằng là thường còn, là thường trú. Thế Tôn nói rằng đừng có nghĩ về ngọn lửa mất đi kia, mà hãy xem như là bình dầu còn đó. Nhưng giờ đây chúng ta thấy lại Ngài Ca Diếp lại hồi tiếp rằng cái bình dầu đó nó cũng là gì? Nó cũng là một cái vật hữu vi. Mà đã là hữu vi thì nó thuộc về pháp vô thường. Mà nó đã là vô thường thì sao? Thì làm sao mà đem sánh đồng với pháp thân thường trú của Như Lai được? Bây giờ thì chẳng khác nào cái đèn kia cũng là vật hữu vi vô thường, thì thân thường trú Như Lai kia cũng có ngày nó bị vô thường hay sao? Ý của Ngài Ca Diếp hỏi là như vậy đó thưa quý vị. Thành ra đây chính là những cái điểm mà chúng ta thấy không phải ngẫu nhiên Đức Thế Tôn khi vừa thành đạo, Ngài lại muốn đi vào trong Niết Bàn. Ngài không có muốn thuyết pháp, Ngài không muốn thuyết pháp chứ không phải là đi vào Niết Bàn. Tâm của Ngài rơi vào trạng thái là thụ động, không muốn thuyết pháp. Bởi vì sao? Bởi vì pháp của Ngài là siêu việt ngôn ngữ. Pháp của Thế Tôn là siêu việt ngôn ngữ. Và tất cả những gì mà ngôn ngữ có thể đặt tên hình hài ở thế gian này, đó là cảnh giới ảnh tượng. Cảnh giới ảnh tượng, có ảnh có tượng, thì lúc bây giờ người ta mới đặt tên, mới có danh xưng ngôn từ. Mà giờ đây cảnh giới của Phật là siêu việt khối ngôn từ, siêu việt khối danh xưng, thì làm sao mà có thể miêu tả được cái chân lý ở trong thế giới ảnh tượng này. Thành ra Thế Tôn nói rằng giống như củi hết lửa tắt. Thì lúc bây giờ gọi là lửa không có phương sở, ngọn lửa không có phương hướng và xứ sở kia nó tan đi đâu, ai mà tìm ra được dấu vết. Nhưng liền khi đó cho rằng không có phương sở, tức là cũng là hư vô. Mà hư vô thì sao gọi là Như Lai thường trú. Bởi vậy cho nên Ngài Ca Diếp không có chấp nhận điều này. Và cái việc không chấp nhận của Ngài Ca Diếp cũng là một đại diện căn cơ cho cái tâm tà kiến của chúng ta. Như vậy thì bây giờ chúng ta cũng có quyền đặt câu hỏi như vậy. Đã là không phương sở thì làm sao mà có cái chỗ để mà xác định đó là Như Lai thường trú. Đó là cái vấn đề chúng ta thấy luận lý tới cung tận của vấn đề. Nhưng lúc đó Đức Phật lại nói rằng nó không phải như vậy. Mặc dầu lửa nó tan rồi, nhưng mà cái bình dầu nó còn đó. Đèn đã tắt, lửa đã tắt, nhưng mà cái bình dầu nó còn đó. Cái bình dầu đâu phải là mất theo cái ngọn lửa kia. Cho nên dụ cho thân của Như Lai là thường trú như thế. Nhưng mà Ngài Ca Diếp lại nói rằng cái bình kia nó cũng là vật hữu vi vô thường, thì có ngày nào đó nó cũng sẽ hủy hoại. Như vậy thì không lý nào thân của Như Lai đến một lúc nào đó, pháp thân thường trú nó cũng sẽ bị hủy hoại như ngọn đèn hủy hoại hay sao? Đó chính là cái luận lý chính mà Bồ Tát Ca Diếp muốn đưa ra. Mà chúng ta hiểu như thế nào? Chúng ta thấy Thế Tôn trả lời như sau: Này Ca Diếp, ông không nên nạn vấn như vậy. Đồ vật thế gian là vô thường, Như Lai không phải là vô thường. Trong tất cả Pháp, Niết Bàn là thường trụ, Như Lai tức Niết Bàn nên gọi là thường. Chúng tôi thường khuyên quý Phật tử, nhất là các Phật tử đứng tuổi, các vị nghĩ xem, chúng ta đến giờ phút này, tuổi đã lớn, chúng ta không có còn bận lòng ở cớ sinh nhai nữa. Cơm ăn, áo mặc, gạo tiền ở trong cuộc sống, chúng ta không có còn nặng nề nó nữa, chúng ta không còn vướng bận nó nhiều nữa. Rồi bên cạnh đó thì tai của chúng ta thì chưa điếc, mắt chưa đến nỗi là mờ, không thấy đường. Sức khỏe thì còn có thể là đi lại đoạn chuyến được. Đây chính là cái thời điểm vàng ngọc của một thân tứ đại mà ở trong cái kiếp vô thường hậu thế mạt thế này. Nếu chúng ta không biết tranh thủ nó để mà chúng ta lãnh hội, tích lũy cho nhiều giáo nghĩa giải thoát của Như Lai, thì một mai kia, trong một thời gian ngắn nữa thôi, thân thể chúng ta nó sẽ suy tàn, sáu căn chúng ta nó sẽ chín rục, và chúng ta rơi vào cảnh tai điếc mắt mờ, trí não u ám. Thì lúc bây giờ chúng ta lấy gì để mà tu học? Có khi nào chúng ta đặt câu hỏi điều đó hay không? Rồi những gì mà chúng ta cố công vun trồng ở trong thế giới hữu vi hiện tại này, khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, những điều này sẽ bỏ lại cho thế gian. Và những gì đi theo chúng ta ở trong kiếp mai hậu, có khi nào chúng ta đặt câu hỏi về vấn đề này hay không? Một khi chúng ta đặt câu hỏi về vấn đề này thì chúng ta không có tránh khỏi sự âu lo. Do vậy cho nên chúng tôi khuyên quý Phật tử hãy dành cái thời gian quý báu vàng ngọc của mình để mà học Phật Pháp. Chỉ có học Phật Pháp chúng ta mới thật sự chấm dứt sanh tử khổ đau. Còn chúng ta không liễu sanh thoát tử được thì chúng ta tất nhiên phải tái sanh. Mà đã tái sanh thì sao? Thì phải có sanh già bệnh chết, có ưu bi khổ não. Đó là những định luật tất yếu. Khi nào chúng ta ngừng tái sanh tức là Niết Bàn. Niết Bàn chưa ngừng, một biểu hiện rất rõ ràng đó là vọng tâm sinh diệt ở trong lòng chúng ta, niệm không gián đoạn. Mà một khi nó không gián đoạn thì bao giờ Niết Bàn mới ngừng được? Chúng ta muốn an trú tâm trí một chút mà chúng ta đã không làm nổi. Cứ cố an trú một lát thôi thì bao nhiêu vọng tưởng nó cuồn cuộn trôi ra. Bao nhiêu những cái loại đối thoại độc thoại nó cứ như thế diễn ra ở trong tâm ý. An trú một chút đã khó khăn như vậy thì làm sao mà chúng ta đi vào trong Niết Bàn? Một khi chưa có đến Niết Bàn thì tất nhiên phải còn niệm tái sanh. Mà tâm thức còn niệm tái sanh thì tất nhiên luân hồi sanh tử còn phơi bày ra đó. Và chúng ta phải tiếp tục thọ lấy bao nhiêu khổ đau. Nếu như chúng ta biết kinh hãi cuộc sống này, chúng ta lo lắng xa như vậy thì tự nhiên chúng ta sẽ biết nỗ lực cần làm cái gì để mà giữ cái nội tâm của mình ở trong cảnh giới thường trú bất động của Như Lai. Phật nói này Ca Diếp, nối đèn tách đó là nối Niết Bàn của bậc A-la-hán chứng. Vì A-la-hán dứt tham ái phiền não nên dụ như là đèn tách. Bậc A-na-hàm gọi là có tham, vì có tham nên tránh được gọi là đồng với đèn tách. Do nghĩa ấy nên ngày trước Như Lai nối dụ như đèn tách, chứ chẳng phải là đại Niết Bàn đồng với đèn tách. Như vậy đến đây chúng ta thấy tùy thời nhi nghĩa đại hỷ tài. Nghĩa là tùy theo cái thời, tùy theo cái cơ, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta hiếu lời Phật. Chúng ta không có được y cứ trên câu cú, kinh điển chữ nghĩa như vậy, rồi chúng ta cứ theo đó hiểu một cách mây móc. Chúng ta thấy đây rất rõ ràng là vì dụ cho cảnh giới A-la-hán cúi hết lửa tách mà nói rằng Niết Bàn nó là như vậy. Và đem cái cảnh giới đó so với cảnh giới của A-na-hàm là cảnh giới mà chưa có dứt bỏ hoàn toàn, mà phải tái sanh ở một cái cõi trời gọi là ngũ tịnh cư để tiếp tục làm một số việc nữa. Như vậy thì thưa quý vị, trên phương diện đó Chúng ta hiểu như vậy là hoàn toàn đúng. Nhưng chúng ta đem cảnh giới của A-la-hán mà so với cảnh giới Như Lai thường trú thì vấn đề nó phải được hiểu khác. Do nghĩa ấy, cho nên Thế Tôn nói rằng á, là nói dụ như là đèn tắt chứ chẳng phải Đại Niết Bàn là đồng nghĩa với đèn tắt. Bậc A-na-hàm chẳng còn thọ thân trong ba cõi nữa, chẳng còn lại thọ thân hôi dơ, thân trùng, thân ăn uống, thân độc khổ, nên gọi là A-na-hàm. Nếu còn thọ thân gọi là Na-hàm. Không còn thọ thân mới là A-na-hàm. Nếu còn khứ lai thì gọi là Na-hàm. Không còn khứ lai mới gọi là A-na-hàm. Đây chính là lời dạy mà chúng ta thấy lặp đi lặp lại như vậy để chúng ta tỏ rõ nghĩa chân lý ở đoạn này. Một vị, chúng ta thấy rằng ở trong thời gian này chúng ta bị trói buộc bởi những gì? Chúng ta chiêm nghiệm xem, có phải chúng ta bị trói buộc bởi tham lam, bởi sân hận, bởi si mê, bởi ngã mạn, bởi lòng nghi hoặc. Dùng chữ nghi hoặc rất là chính xác, bởi vì nghi hoặc, hoặc tức là gì, là vô minh hoặc nghiệp, nó mới tạo ra bóng tối của sự nghi ngờ. Còn có trí tuệ đầy đủ thì nghi ngờ không thể nào xuất hiện được. Tham sân si mạn nghi là năm căn bản phiền não. Rồi đến thân kiến, biên kiến, kiến thủ, tà kiến và giới cấm thủ. Đây gọi là gì? Đây gọi là năm kiết sử mà gọi là nhẹ. Nhưng suy cho cùng nó có cả thấy là 10 kiết sử phiền não. 10 kiết sử phiền não này nó trói buộc tâm ý của chúng ta. Nó hiện ra ở trong cảnh khổ có đầy đủ, nhưng truy tìm nguyên nhân của nó thì chỉ có 7 nguyên nhân. Và nếu như chưa có loại trừ được 7 nguyên nhân thì 7 nguyên nhân đau khổ đó nó cũng là gì? Nó ngăn cản 7 yếu tố đi vào trong Niết Bàn. Và nếu như muốn thành tựu được nó thì chúng ta cần phải tu 8 pháp, 8 phương diện. Như vậy thì ở trong dục giới này có 32 kiết sử phiền não ở dưới dạng tiềm phục. Và ở trên các cõi trời đó là sắc và vô sắc. Mỗi cõi như vậy chúng ta trừ 4 yếu tố. Đó là 4 yếu tố sân ở trong khổ tập diệt đạo cõi sắc và sân ở trong khổ tập diệt đạo cõi vô sắc. Thành ra hai cảnh giới này 32 trừ 4, 32 trừ 4 còn 28, cộng 28 là 56, cộng với 32 tức là 88 kiết sử phiền não. 88 kiết sử phiền não này chúng ta ráng loại trừ thêm 4 yếu tố chi phối thường trực của chúng ta, đó là sát đạo dâm vọng, mà chúng ta nỗ lực thọ trì thánh giới của Như Lai để tu tập. Thì lúc bây giờ chúng ta ít nhất là chúng ta thành tựu cái quả A-na-hàm. Quả A-na-hàm là cái quả mà chúng ta sinh về cõi trời ngũ tịnh cư, cõi trời đó không có còn tái sanh lại quốc độ này nữa. Và bên cạnh đó chúng ta cũng phải hiểu rằng những ai đã chứng quả A-na-hàm, người ấy làm bao nhiêu việc phước ở trên thế gian này thì ngay trong đời này người ấy sẽ hưởng được cái phước đó. Bởi vì đơn giản họ không còn tái sanh lại cõi này nữa, cho nên cũng không còn chỗ nào đó họ mà hưởng phước nữa. Do vậy cho nên họ phải hưởng ngay trong hiện tiền. Các vị A-la-hán cũng vậy, tạo ra cái phước gì ở thế gian mà đó là cái phước dục giới thì tự nhiên vị A-la-hán này cũng sẽ hưởng được cái phước hiện tiền. Đây là những điều mà chúng ta thấy nó rất là rõ ràng, một cái nguyên lý rất là sáng ngời. Như vậy thì thưa vị, ở trên phương diện đó chúng ta chiêm nghiệm xem là một vị A-na-hàm lên cõi trời ngũ tịnh cư và họ phải thanh lọc một lần nữa 5 yếu tố, đó là tín tấn niệm định và tuệ cho nó trong sạch. Và ở trên phương diện đó có khi tăng khi giảm, nhưng mà chưa bao giờ họ rơi xuống được. Đó rồi một lúc nào đó tất cả tâm tư của họ sáng ngời thì lúc bây giờ họ đi vào trong diệt tận, tức là bỏ thân chư thiên ngũ tịnh cư, người ấy đi thẳng vào trong Niết Bàn. Đây là một cảnh giới rất là đẹp, rất là siêu việt, rất là siêu việt. Và tất nhiên Thế Tôn không khuyến chúng ta sinh vào quốc độ này. Vì sao? Bởi vì ở quốc độ này chúng ta hướng cuộc sống đầy đủ phước lạc và đi vào trong Niết Bàn mà chẳng có làm lợi lạc gì cho quần sinh hết thảy. Do vậy cho nên ở đây chúng ta thấy nói rằng là Thế Tôn khuyến khích chúng ta đi vào trong cảnh giới A-la-hán, nhưng mà A-la-hán là A-la-hán hồi tâm để mà cứu độ chúng sinh. Đây chính là những điểm mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu xa. Không nên cho rằng là A-la-hán của Phật và A-la-hán của một vị thinh văn giống nhau. Chúng tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần là có một số vị cho rằng là tu chứng A-la-hán là được rồi. Nghĩ như vậy là một cách nghĩ sai vô cùng tận. Tại sao gọi là sai vô cùng tận? Vì chúng ta nghĩ xem, lấy kinh Tạng Nguyên Thủy ra mà nhìn thì chúng ta thấy mẹ của Tôn giả Mục Kiền Liên tạo cái nghiệp ác tối tăm tới mức mà chết rồi đòi đi đâu Tôn giả Mục Kiền Liên cũng không thể tìm ra được là mẹ mình thác sanh về cõi nào. Phải nhờ Phật trí mới có thể nhìn thấy được là bà Thanh Đề đọa vào địa ngục chiếu diệm, một địa ngục nó tối tăm cách xa mặt trời mà trí tuệ của Thanh Văn Tôn giả Mục Kiền Liên không thể tìm ra được mẹ của mình. Cũng như vậy, tìm ra một cái Phật sự nào đó, một cái túc duyên nào đó ở trong một cái thời gian lâu xa nào đó mà Tôn giả Xá Lợi Phất đã không có thể thấy được là nhân nào duyên nào để giúp cho một cái ông cụ phát tâm xuất gia học đạo có thể chứng thánh quả A-la-hán. Những điều như vậy rõ ràng là trí tuệ của A-la-hán không có bằng Phật, thần lực của A-la-hán không có bằng Phật. Mà Đức Phật thì nói rằng ta là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Đức Phật dạy chúng ta là để chúng ta tu bằng Ngài, thành tựu như Ngài, chứ Đức Phật không dạy chúng ta rằng hãy tu để thành một nửa của ta là được rồi. Đức Phật không có nói như vậy, chưa gì Đức Phật nói như vậy. Đức Phật đều khuyến khích tất cả chúng đệ tử là thành tựu như những gì Ngài thành tựu. Vậy thì thưa quý vị, cảnh giới A-la-hán đẳng chánh giác của Phật là cảnh giới mà Đức Phật khuyến khích chúng ta tác chứng. Mà muốn tác chứng cảnh giới này thì chúng ta phải hành gì? Chúng ta phải hành lục độ ba la mật, đem đến lợi lạc cho vô số quần sanh. Lúc bây giờ chúng ta mới tác chứng được cảnh giới này. Vậy thì lời Phật dạy chúng ta thà rằng chưa có làm được thì thôi, nhưng đừng tự giới hạn tâm tư của mình. Đây chính là điều mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm. Đừng tự giới hạn tâm tư của mình. Chúng ta chưa có thành tựu được rồi chúng ta sẽ thành tựu. Nhưng một khi chúng ta tự giới hạn mình ở trong phạm vi đó thì dính dáng không bao giờ chúng ta có thể tự vượt qua được. Người này là người đã đóng khung, đã rào cái tâm mình lại. Mà ở trong điều này thì tất nhiên chúng ta phải tự vây hãm, thì ta tự tạo thành tường vách để chôn vùi mình trong khổ đau. Những điều như vậy không hiểu các vị có nghe chúng tôi nói kịp hay không, và có thể nhận ra chúng tôi nói những gì hay không. Đây là điều mà các vị phải chiêm nghiệm sâu xa mới được. Như vậy thì nói cho cùng, chúng ta chỉ cần dứt 88 kiết sử phiền não, hoặc là 92 nếu như cộng thêm 4 yếu tố sát đạo dâm vọng, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thành tựu những cảnh giới mà Đức Phật muốn dạy chúng ta. Và ở trên phương diện đó, tức là người đã loại trừ kiết sử phiền não, tức là loại trừ những cái yếu tố dẫn chúng ta tái sanh trong luân hồi. Và ở trong cái cảnh giới diệt tận như củi hết lửa tắt kia, tất nhiên chúng ta không phải là ngừng lại ngang đó, mà cảnh giới đó nó đã ra khỏi ngôn ngữ rồi thì làm sao chúng ta dùng ngôn ngữ để mà miêu tả. Bởi vậy cho nên chúng ta chỉ còn tự thân tác chứng. Đây chính là những điều mà chúng ta thấy tuyệt diệu vô cùng trong lời dạy của Phật. Bấy giờ Ca Diếp Bồ Tát mới bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như lời Phật dạy, chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật. Nghĩa này không phải vì chư Phật Thế Tôn chỉ có mật ngữ mà không có mật tạng, như nhà ảo thuật điều khiển người mấy, mọi người đều thấy người mấy co duỗi cúi ngửa, nhưng chẳng biết bộ phận ở trong thế nào. Phật Pháp không phải như vậy, Phật Pháp làm cho chúng sanh đều hiểu, đều biết. Thế tại sao bảo rằng chư Phật Thế Tôn có tạng bí mật? Đây là những điều mà chúng ta nếu như không học, không chiêm nghiệm là chúng ta sẽ hiểu sai. Và thậm chí đem tư tưởng này mà chúng ta thấy cũng vậy. Có nhiều cái chỗ người ta nói rằng là Đức Thế Tôn là gì? Là có tạng bí mật. Và đến một lúc nào đó rồi mới trao cho chúng ta. Những điều như vậy là chúng ta hiểu sai hoàn toàn ở trong kinh giáo của Như Lai. Và lúc bây giờ chúng ta thấy trí tuệ của Bồ Tát Ca Diếp đã phát triển lên rất là nhiều. Cho nên lúc bây giờ Phật mới khen rằng: lành thay, đúng như lời ông nói. Như Lai thiệt không có tạng bí mật, như trăng tròn giữa đêm thu, trời trong mây không mây mù, mọi người ai cũng thấy rõ vầng trăng sáng, Lời của Như Lai cũng khai phát hiến lộ rõ ràng. Kẻ ngu kia tự không hiểu rồi cho là tạng bí mật. Người trí suốt thấu thời không gọi là tạng. Như mặt trăng chiếu soi. Không bao giờ có chuyện rằng là lựa chọn hoàn cảnh, lựa chọn môi trường chiếu soi. Sự chiếu soi của mặt trăng là gì? Là đồng đẳng, là tự nhiên. Và lời của Phật cũng vậy, dành cho tất cả chúng sanh, cho chúng ta. Chúng ta không hiểu thì chúng ta ráng học đó cho hiểu, chứ đừng có nói rằng đó là mật ngữ, là tạng bí mật, cho nên chúng ta không có thể hiểu được. Nghĩ như vậy, nói như vậy là hoàn toàn sai lầm ở trong thánh giáo của Như Lai. Này Ca Diếp, ví như có người để dành vàng bạc đến số ức triệu, vì lòng bổn sẻn nên chẳng ban ơn bố thí cho kẻ nghèo cùng. Chứa của như vậy mới gọi là dấu kín. Như Lai thời không phải thế. Từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp, lòng không bổn sẻn, thường đem ban bố cho mỗi người và mỗi loài chúng sanh. Đâu có thể gọi là Như Lai là tạng bí mật được. Ở đây chúng ta thấy pháp của Phật là vậy. Ngài bố thí hết thảy chúng sanh chứ không có từ bỏ ai. Bất cứ ai dạy những cái gì, những cảnh giới siêu việt ở các cõi trời Phạm Thiên, cho đến những cái điều mà khó hiểu vô cùng ở trong nguyên lý giải thoát sanh tử, Đức Thế Tôn vẫn tìm cách dạy cho tất cả chúng đệ tử của Ngài. Chứ không phải rằng là vì thương người này ghét người kia mà tùy đó mà ban cho. Chúng ta hiểu rằng yếm pháp là một tội đọa rất là sâu nặng. Chúng ta nhớ Tôn giả Bàng Đạt cũng là một vị mắc tội yếm pháp ở trong kiếp tiền thân. Cho nên đến kiếp này có hai chữ tiếu chảo mà gọi là táo chiếu, tức là trôi quét mà cũng gì? Mà cũng không nhớ. Cái lỗi này là từ đâu thưa quý vị? Chúng ta chiêm nghiệm xung quanh chúng ta này. Tất cả những ai ngăn cản những người đi học giáo pháp, tất cả những ai nói những cái lời hiềm khích những người đi học giáo pháp, tất cả những ai mà có cái xu hướng là gì? Là làm cho cái tinh thần học giáo pháp nó bị suy sụp xuống, nó suy kém xuống, và làm cho người ta không còn phấn khởi để tiếp cận giáo nghĩa của Như Lai. Thì tất cả những điều đó đều mang tội yếm pháp. Mà mang tội yếm pháp như vậy ở trong đời này thì chân lý của Phật tất nhiên cũng không thể thấu hiểu, và ở trong đời sau thì là ngu si vô trí. Nó sẽ đỡ lại cái hậu quả to lớn như vậy, chứ không đơn thuần đâu thưa quý vị. Thành ra chúng tôi thấy sợ lắm, thấy sợ. Có một số vị là rất là thích học Phật pháp, nhưng mà nghe người ta nói một câu bàn trước, hoặc là tìm cách gây khó dễ, ngăn cản cái tâm vươn lên để học pháp của người khác, hoặc là tìm cách châm chọc, châm biếm, nói xấu, nói hành, nói sao đó để cho người ta không có đến học pháp nữa. Như vậy thì chúng ta nghĩ ở trong cái hoàn cảnh điều kiện như vậy, cái duyên như vậy nó hình thành là chắc chắn là ngăn cản gì? Ánh sáng giác ngộ của Đức Như Lai soi chiếu tới bóng tối vô minh ở trong tâm của người nghe. Mà do làm cái hành nghiệp xấu như vậy cho nên nó bị giam hãm ở trong luân hồi. Tâm trí chúng ta bị ngu đần ở trong đó. Mà người biết thì mới sợ, còn không biết thì đâu có gì phải không? Không biết thì chân ngán gì cả. Đây chính là gọi là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả, là nghĩa này. Như có người tật nguyền, hoặc chột mắt, cụt tay, què chân, vì hổ thẹn mà không cho người thấy, vì thế nên gọi là núp kín. Như Lai thì không phải thế. Bao nhiêu chánh pháp đầy đủ không thiếu, cho người thấy cả, nên pháp của Như Lai không gọi là tạng bí mật được. Đơn giản là gì? Đơn giản là giáo pháp của Như Lai là dạy cho tất cả mọi người, chứ không phải như là một người che giấu cái khuyết điểm tật nguyền của mình. Một người che giấu khuyết điểm tật nguyền của mình, sợ người khác khi dễ, thành ra họ mới che đậy. Còn giáo pháp của Như Lai vốn đã viên mãn tròn đầy, bất cứ nơi nào cũng đều phơi bày ra ánh sáng, thì hà cớ gì Như Lai lại cất giấu một phần hay là che đậy một phần. Chúng ta có những án văn của chúng ta nó có những cái đoạn không hay, chúng ta lại muốn che giấu đi, hoặc là cái nhược điểm chúng ta không muốn người khác biết. Nhưng mà thưa quý vị á, nếu như chúng ta hoàn bích không có nhược điểm, hoặc là chúng ta có một cái án văn mà đều là những con chữ tròn trịa, nghĩa lý siêu việt trong sáng, thì chúng ta sở dĩ người ta đọc từng câu từng chữ, càng đọc chừng nào thì càng hay chừng đó. Như vậy thì thưa vị đây, chúng ta thấy cũng như thế, giáo pháp của Như Lai là gì? Là hiện trạng thực chứng, là gì? Là một cái cảnh giới mà gọi là chúng ta gọi là gì hả? Là vô nhiệt, vô não, là niết bàn, là hiện thời. Như người nghèo thiếu nợ nhiều, vì sợ chú nợ đòi mà ẩn trốn, nên gọi là trốn kín. Như Lai thì không phải như thế. Như Lai không có sợ chúng sanh về pháp thế gian, dầu đối với chúng sanh có nợ xuất thế, nhưng cũng chẳng ẩn mất, vì Như Lai luôn xem chúng sanh như con đẻ, mà không diễn thuyết pháp nghĩa vô thượng. Mà thường diễn thuyết pháp nghĩa vô thượng. Nghĩa là gì? Ở đây chúng ta thấy hình ảnh ví dụ tiếp theo được đưa ra, đó là như một người nghèo thiếu, sợ chủ đòi nợ cho nên mới trốn kín. Còn pháp của Như Lai viên bản đầy đủ, việc gì mà phải che đậy. Cho nên để khẳng định nó không phải là gọi là bí mật gì cả. Như Lai thời không phải thế, không có nợ chúng sanh về pháp thế gian. Thế gian, Thế Tôn nói rằng nơi đây không có một cái không gian nào nhỏ như cái kim ngọn cỏ, như hạt cải mà ta chưa từng bỏ thân mạng về lợi ích cho chúng sinh. Cho nên thế gian này đều mang ơn của Ngài, nhưng mà Ngài không có gì, Ngài không có nợ nần gì thế gian. Nhưng mà đối với chúng sanh có nợ xuất thế, tức là gì? Tức là Đức Thế Tôn không thể nào hiện thân mãi mãi mà độ chúng ta, mà buộc Ngài phải gì? Ngài phải đi vào trong niết bàn. Đó là cái định luật tự nhiên của dạng Phật hữu sắc. Nhưng không phải vì rời bỏ như vậy, rời đi như vậy, ẩn mặt như vậy mà Thế Tôn không có gì, không có dẫn dắt chúng ta, không có gia tâm hộ niệm chúng ta. Thế Tôn luôn luôn hộ trì tâm của chúng ta. Kinh Tạng Nguyên Thủy có nói rằng nếu như không có sự gia trì của Phật và Bồ Tát thì vĩnh viễn không có bất cứ một chúng sanh nào có khả năng giác ngộ. Và đó đủ thấy rằng sự gia trì của Phật là thường trực, là thường là gì? Là liên tục không gián đoạn. Nhưng mà vì cái sự thương xót chúng sanh là như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn phải đi vào ở trong niết bàn mang nghĩa hữu vi, bởi vì nếu như không thì nó lại sinh ra những hệ lụy khác. Chúng ta còn nhớ khi Tôn giả Mục Kiền Liên nhiếp phục hai vị rồng, đó là Nan-đà Long Vương và Bạt-nan-đà Long Vương, rồi hai vị nghe lời Tôn giả Mục Kiền Liên hóa thành hai gọi là hình đồng tuổi trẻ, mặt đẹp như hoa anh đào, đến để mà lễ Phật. Cảnh giới của họ làm gì biết con người chúng ta phép tắc là gì, nhưng vua gọi là vua Ba Tư Nặc, ông khó chịu vô cùng, bởi vì khi ông đến lễ Phật mà có hai đứa trẻ này không có chịu đứng lên chào đón kính cẩn ông. Cho nên ông khởi nghĩ rằng á, là nếu như dân ở trong nước ta thì ta sẽ chiếm bỏ, còn nếu như dân ở nước khác ta sẽ hành hình và đuổi ra khỏi giới vực, khỏi biên cương. Thưa quý vị á, Nan-đà Long Vương và Bạt-nan-đà Long Vương biết rõ ở trong tâm của vua Ba Tư Nặc nghĩ như vậy, cho nên hai vị rồng này á khó chịu và nghĩ rằng kỳ lạ thay, gã này tại sao lại có ý muốn giết ta, tại sao có ý lại muốn gia hình ta, trong khi ta không có làm gì cả hết. Thưa quý vị, những điều như vậy ở trong tâm của hai vị vua rồng này biết, nhưng mà vua Ba Tư Nặc hoàn toàn không biết. Nhưng một cái điều xót thương thay, đó là Thế Tôn đang ngồi đó, hai vị rồng đến để mà quy Phật lại khởi cái tâm là đấu đá. Còn vua Ma Tư Nặc, vua Tư Nặc là một vị Phật tử tại gia đến đến lễ Phật, nhưng mà gặp cái duyên chút như vậy, ông cũng khởi sân. Cho nên chúng ta thấy cảnh như thế không ngao ngán làm sao được, phải không thưa quý vị? Có phải Thế Tôn ngao ngán muốn đi vào trong Niết Bàn không? Hoàn toàn không phải như vậy. Chúng ta chớ hiểu như thế, mà chúng ta nên hiểu rằng Thế Tôn thấy chúng sinh tâm đối với Pháp đã có sự nhàm, cái lòng mong cầu khát ngưỡng lãnh hội giáo Pháp Như Lai không có còn cháy bỏng nữa. Cho nên Ngài không muốn lãng phí thì giờ của Ngài. Vì thế cho nên Ngài phải lên cung trời Đao Lợi để mà thuyết Pháp báo hiếu cho mẹ. Bằng thần lực siêu việt, Ngài ẩn thân ở quốc độ Ta Bà này, hiện thân ngồi ở trên cõi trời Đao Lợi. Chúng ta hiểu rằng một cái thân ngồi trên cõi trời Đao Lợi kia là hóa thân của Phật. Chứ làm sao mà có thể mang một cái thân bốn đại lên ở trong một cái quốc độ đó có thể hít thở được. Cho nên chúng ta cũng phải khéo hiểu đoạn kinh này. Tất cả những điều như vậy thưa quý vị, chúng ta thấy Thế Tôn đi vào Niết Bàn trong nghĩa Pháp hữu vi là điều tất yếu. Lúc đó Đức Phật còn nói rằng: như trưởng giả giàu có nhiều của, chỉ có một người con trai, tưởng trưởng giả rất mến yêu con, bao nhiêu tiền của châu báu đều chí cho con biết. Cũng vậy, Như Lai xem chúng sanh đồng là con một. Như người đời vì nam căn nữ căn xấu xí nên dùng y phục để che đậy, nên gọi là phục tàng. Như Lai không phải thế, đã dứt hẳn thứ căn ấy, vì không căn nên không có chỗ phục tàng. Ở đây chúng ta nói thẳng cái vấn đề nguyên nghĩa đầu tiên của chúng ta kiếp phàm phu sanh tử, vì để che đậy cái phần nam căn nữ căn xấu xí, cái lòng hổ thẹn, cái lòng ê thẹn, cái lòng tàm quý, mà người ta tạo ra trang phục để che lại, Và chúng ta thấy rằng cái tính chất căn bản của sắc phục nó là như vậy. Cái trang phục là để che lại những cái phần xấu xí và ngăn chặn mũi mồng kiến đốt. Nhưng do tâm chúng ta buông lung ở trong trang phục, thành ra chúng ta muốn nó trở thành mốt này, mốt kia, nó trở thành một cái kiểu dáng gọi là thời trang. Nhưng mà ý nghĩa căn bản Đức Phật dạy chúng ta rằng là gì? Là cái vấn đề trang phục nó có cái mục đích chính là như vậy. Nhưng ở đây rõ ràng Thế Tôn nói giáo pháp của Phật thì không phải nói xấu xí, không phải cái việc gì đáng hổ thẹn để mà chúng ta phải che đậy. Đây là điểm mà chúng ta cũng cần phải học ở trong cuộc sống nữa. Có một số Phật tử mà tụng kinh không dám tụng kinh, trong khi trong một cái điều kiện nào đó cho phép mình tụng kinh, thậm chí mình còn sợ người ta thấy kinh nữa. Có một vài Phật tử đi chùa mà giấu cái áo tràng. Chúng tôi hỏi tại sao giấu áo tràng, Phật tử nói rằng là không muốn người này biết, không muốn người kia biết. Kỳ lạ thật. Chúng ta mặc chiếc áo tràng lam biểu hiện một cái hành động lục hòa thanh tịnh, tại sao chúng ta lại sợ cái tâm tật đố của người xem? Đây có phải rằng là chúng ta khiếp nhược hay không? Cho nên những điều này là những điều mà chúng ta cũng phải chiêm nghiệm bản thân của mình. Tự mình sinh tâm khiếp nhược, mình không thấy hãnh diện khi mình được mặc chiếc áo cà sa. Thậm chí mình thấy áo cà sa nó không đẹp bằng là cái áo của thế gian. Mình đội cái mũ, một cái pháp phục truyền thống của Phật giáo, cho dù bất cứ quốc gia nào cũng có pháp phục truyền thống, nhưng đôi khi chúng ta lại thấy cái pháp phục truyền thống đó nó không đẹp. Chúng ta may kiểu này kiểu kia, cho nó lai thêm cái này một chút, lai thêm cái kia một chút, mà tất cả sự lai tạp đó là lai tạp thế gian, lai tạp thế gian pháp chứ không phải Phật pháp. Nhưng có một số tăng ni Phật tử lại yêu thích, lại xem rằng đó là cái mốt thời trang, đó là cái gì đó mà người ta nên học hỏi. Thật là vớ vẩn. Chúng ta xem điều đó là hoàn toàn vớ vẩn. Chúng ta đội mũ, chúng ta mang dép, chúng ta làm gì đó, hãy giữ cho mình có một cái sắc thái của gì? Cái sắc thái của người Phật tử Việt Nam. Vì đơn giản chúng ta là người Việt Nam, giữ cho mình cái sắc thái của người Việt Nam. Nếu không khéo chúng ta có lỗi với Phật, với Tổ, với giống nồi của chúng ta. Đây không có nghĩa rằng là tinh thần dân tộc, mà nó không phải là xấu. Hành động như vậy nó không phải xấu, mà nó có cái khả năng duy trì, nó có khả năng là bảo tồn. Bảo tồn gì? Bảo tồn những cái nét đẹp, bảo tồn những cái nền tảng của Phật giáo. Những điều như vậy chúng ta chiêm nghiệm sâu để chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải học, cần phải nên giữ gìn. Còn trong Phật Pháp thì rõ ràng đáng để chúng ta hãnh diện. Chúng ta hãnh diện rất nhiều phương diện, đặc biệt là chúng ta hãnh diện được làm đệ tử của Phật. Bởi vì trên thế gian này chúng ta suy xét đi, chúng ta thấy không có ai hơn Đức Phật để chúng ta tôn làm thầy. Đức Phật là một đấng toàn giác, là một vị thầy có trí tuệ không tì vết. Một hữu tình giác ngộ như vậy đáng để chúng ta tôn thờ hay không? Hãy chiêm nghiệm sâu lại nội tâm của chúng ta thấy cần phải gì? Cần phải rõ điều này ở trong lòng của mình. Và chúng ta đã thờ Phật làm thầy thì chúng ta sợ gì? Thị phi điên đảo, chúng ta còn lo ngại gì nữa? Thế Tôn nói rằng như dòng Bà La Môn có những điều luận nói trọn không muốn cho người trong dòng Sát Đá Lợi Tỳ Xá Thủ Đà La nghe biết. Tức là Bà La Môn họ giấu, chẳng hạn như là những cái sinh hoạt như là tế lễ, những cái bài thần chú, họ giấu, họ không cho. Vì ở trong các luận điểm của họ có chỗ gì? Có chỗ lỗi ác. Có phải như vậy không thưa quý vị? Nếu như không có lỗi, không có điều xấu, điều ác trong đó thì tại sao phải che giấu, tại sao phải sợ? Có một số thầy nói rằng là kinh đó, kinh Lăng Nghiêm là dành cho quý thầy. Nghĩ như vậy là sai, kinh là làm sao mà dành cho quý thầy? Đức Phật nói đâu, ta đâu có dành cái kinh này cho tỳ kheo, mà kinh dành cho tất cả hữu tình. Những ai mong cầu giác ngộ, muốn tìm lấy kinh làm phương tiện thì kinh điển chính là phương tiện để giúp cho người đó giác ngộ. Thế Tôn vậy hoàn toàn là như vậy, không có phân biệt đó là ai. Ngay cái hàng phi nhân súc sanh kia mà cũng có thể nương vào trong giáo pháp của Như Lai để giải bớt những sự khổ hạnh, thì tại sao lại có sự ngăn cản hay là giới hạn ở trong cái ảnh hưởng giáo nghĩa giải thoát của Ngài? Cho nên ở đây chúng ta thấy giáo pháp của Phật là tròn, là viên mãn. Chánh pháp của Như Lai thời không phải có lỗi giống y như là giáo nghĩa của Bà La Môn. Tất cả đều là lành, là phải, vì thế nên tránh được gọi là tạng bí mật. Nó đều phơi bày ra hết, không có gì gọi là bí mật. Như trưởng giả rất cưng yêu đứa con trai một, dắt đến nhà trường muốn cho học, sau vì sợ con không được mau thành tài nên lại dắt về. Vì thương con nên trưởng giả ngày đêm ân cần dạy cho nó và bán tự mà không dạy là luận tỳ già la, vì nó còn quá nhỏ tuổi, còn nhỏ tuổi quá, chưa đủ sức học. Ở đây chúng ta lại hiểu rằng là Thế Tôn lại tùy căn cơ, cũng giống như người cha thấy con của mình chưa đủ sức lãnh hội những điều siêu việt, cho nên phải dạy những cái giáo nghĩa gần gũi đơn sơ, đó là bán tự, hay nói là gì, hay là những cái giáo nghĩa sơ cấp. Giáo nghĩa sơ cấp. Và khi đứa con của mình đã đủ sức lãnh hội những cái điều thậm thâm thì lúc bây giờ phải đem luận tỳ già la, tức là đại phương quán, tức là những cái giáo nghĩa mà rộng rãi khắp mọi nơi, tầm nhìn của nó, cái tầm luận lý của nó siêu việt để mà giảng nói. Đây là điều đương nhiên. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật, bạch Thế Tôn, lúc bây giờ còn một bộ câu nữa là: này Ca Diếp, Giả sử trưởng giả dạy và bán tự xong, đứa con trai ấy có thể liền định hiểu biết luận tỳ và la không? Tức là dạy cho cái nội dung sơ đánh mà người đó có thể hiểu những cái chương trình cao siêu hay không? Ca Diếp Bồ Tát nói rằng: Bạch Thế Tôn, không. Quả đúng như vậy thưa quý vị. Chúng tôi hướng dẫn cho quý Phật tử học 6 năm Phật học. Bây giờ đây vào học những cái nội dung chuyên sâu như là chuyên khoa A Tỳ Đàm với những luận lý sâu sắc, thì chúng tôi nhìn trên gương mặt của những người thường đi học, thường nghe giáo pháp và nghe lâu, người ta có thể hiểu một cách nhanh chóng nhẹ nhàng. Những chủng tử Phật pháp ở trong lòng của họ đã được gieo trồng, tưới tẩm và phát triển. Còn những người nào mà lười học, không có chiêm nghiệm sâu, hoặc là mới học chưa có đủ thì giờ, chưa có thời gian để mà thẩm thấu, thì chúng tôi thấy những giáo nghĩa thẩm thâm á, họ không hiểu gì cả, lơ ngơ lác ngác và nói diễn đạt nhiều lần vẫn không bám vô được. Qua đó đủ thấy rằng những đứa con bán tự, những đứa con năng lực bán tự phải cho nó tiếp cận giáo nghĩa sơ cấp. Còn những đứa con nào mà có khả năng hiểu được cái cảnh giới to lớn trưởng thành thì lúc bây giờ mới giảng dạy những cái giáo nghĩa gọi là giáo nghĩa tỳ và la. Phật hối Ca Diếp rằng: Như vậy trưởng giả có bí tàng đối với con của ông hay không? Ở trong trường hợp như vậy có mang cái lỗi bí tàng gì không? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, không. Vì đứa con còn thơ ấu nên trưởng giả không dạy, chứ không phải vì bí tàng lẫn tiếc mà không dạy. Nếu có lòng tật đố lẫn tiếc mới gọi là giấu kín bí tàng. Như Lai không như vậy, sao lại gọi Như Lai là bí tàng được? Phật nói rằng: Lành thay, đúng như lời ông nói. Nếu có lòng tật đố giận hờn lẫn tiếc mới gọi là bí tàng. Như Lai không có những cái lòng quấy ấy, đâu gọi là bí tàng được. Cho nên tất cả những ai mà mang cái tội yểm pháp ấy, là do cái gì? Do cái lòng tật đố, do lòng tật đố ganh ghét, nó mới thể hiện ra là gì? Là cái hành động muốn ngăn cản người khác tiếp cận giáo nghĩa giải thoát của Như Lai. Thưa vị, ở trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều việc tốt, đến một ngôi chùa cũng có rất nhiều việc tốt để làm. Nhưng chúng ta hãy suy xét mà xem việc nào tốt nhất ở trong chùa. Có phải chúng ta cần học giáo pháp để thẩm thấu chân lý của Đức Phật mới là điều cần thiết nhất hay không? So sánh quả thật nó là điều ưu tiên. Tất nhiên mọi thứ đều có giá trị, mỗi việc làm đều có phước báo. Nhưng mà điều nào có giá trị tiên quyết, nhất là những Phật tử mà chưa hiểu đạo, thì nên dành thời gian nào trước, vấn đề nào ưu tiên trước. Nhưng mà nếu như ngăn cản cái tiến trình này, tức là do cái tâm gì? Do cái tâm tật đố. Mà do cái tâm tật đố ngăn che như vậy thì nó hình thành một cái quả nghiệp ở trong tâm. Mà một cái quả nghiệp ở trong tâm gọi là nghiệp đạo đã hình thành, thì lúc bây giờ nó sẽ chiêu cảm cái gì? Cái quả tối tăm của tâm trí. Và người này nhiều khi đời đời kiếp kiếp sau đó cô chừng chứ mà sinh ra nhiều nơi không gặp được Phật pháp, và sống đọa đầy ở trong tà kiến điên đảo, chứ không phải đơn giản là suy mơ một chút là thôi. Cho nên những điều như vậy chúng ta chiêm nghiệm sâu chúng ta mới thấy sợ. Thành ra thưa vị, chúng tôi thấy ai học Phật pháp là mừng lắm, tán thán cổ suý. Và chúng tôi hy vọng các vị nghe lời này cũng nên hành theo giáo pháp của Như Lai, bởi vì chúng ta đều là những người con của Phật, đều là những người quy y pháp của Phật. Mà đó chính là giáo pháp của Phật, thì quy y pháp Phật thì hãy hành theo pháp của Phật. Này Ca Diếp, ông trưởng giả kia là chỉ cho Như Lai, đứa con trai một của ông là chỉ cho tất cả chúng sanh. Như Lai xem tất cả chúng sanh như là con một, vậy con trai một là nối hàng thanh văn đệ tử, còn bán tự đó là nối chính bộ kinh tiểu thừa. Những bộ kinh nó gần gũi, nó đơn giản như vậy á, đó là cái giáo nghĩa bán tự. Và luận tỳ và la là nói về kinh điển phương đẳng đại thừa, Những cái kinh điển mà nó có cái hàm ý chuyển tải dẫn dắt chúng ta hướng đến những cái cảnh giới xa hơn, những sự thành tựu vĩ đại hơn. Vì hàng thanh văn không đủ sức trí tuệ nên Như Lai dạy cho họ bán tự chính bộ kinh điển mà chánh dạy cho luận Tỳ và La kinh điển phương đến Đại Thừa. Này Ca Diếp, như đứa con trai kia tuổi đã lớn, đủ sức học tập mà trưởng giả không dạy luận Tỳ và La mới có thể gọi là trưởng giả là bi tàn. Nếu hàng thanh văn đủ sức lãnh tỏ Đại Thừa mà Như Lai lẫn tiếc không dạy thì lúc bây giờ có thể nói rằng Như Lai mắc cái tội gì? Mắc cái tội là bi tàn. Nhưng thiệt ra Như Lai không phải như vậy, cho nên Như Lai không có gì, không có chuyện là bí tàng ở đây. Kinh điển lại nói tiếp rằng như trưởng giả sau khi dạy bán tự xong cớ vì con mà diễn nói Tỳ và La, cũng vậy Như Lai vì các đệ tử giảng nói bán tự chính phẩm kinh xong cớ là giảng nói luận Tỳ và La phương đến Đại Thừa, chính là diệu lý Như Lai thương con không biến đổi. Đến đấy chúng ta thấy rõ ràng một người chưa hiểu gì cả là phải dạy họ những cái phương thức gần gũi nhất, những cái gì căn bản nhất, đơn giản nhất để cho họ nắm bắt ra được. Khi mà trong tâm của họ Phật Pháp đã trưởng thành lên rồi thì lúc bây giờ hãy dạy những cái gì sâu xa hơn, phân tích những cái yếu tố sâu xa hơn. Đây là cái điều đương nhiên. Thành ra một người thầy không mắc tội yếm Pháp, và Thế Tôn cũng không mắc tội là mấy cái lỗi là gì? Là bí tàng, tức là che giấu Pháp. Những điều như vậy chúng ta chiêm nghiệm, chúng ta thấy quá tuyệt vời trong lời dạy của Phật. Này Ca Diếp, như tháng mùa hạ, kéo mây nổi sấm xối mưa lớn, khiến cho nông cày cấy đặng mùa. Người không gieo trồng, thời không có chỗ được, chẳng phải lỗi của Long Vương, và Long Vương cũng không có chỗ là tiếc giấu. Như Lai đây cũng như vậy. Xối mưa Pháp lớn, kinh điển Kinh Đại Niết Bàn, nếu các chúng sanh gieo hột lành thời được mầm trí tuệ, nếu như mà không gieo hột lành thời không có chỗ được. Đây không phải là lỗi của Như Lai, mà là gì? Mà Phật Như Lai cũng không có chỗ bí tàng. Ca Diếp Bồ Tát lúc bây giờ mới bạch Phật: nay con quyết định biết rõ Như Lai không chỗ bí tàng, tức là cảnh giới thường trú bất diệt của Như Lai. Hôm nay chúng ta chỉ dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trân trọng kính tạm biệt quý vị. Hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời.